Vâng, em xin chào toàn thể quý vị, các bác, anh chị. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 7, em tiếp tục làm video, xin được gửi đến tất cả quý vị, các bác, anh chị hai sản phẩm. Đấy, và hôm nay em xin báo giá hai em này với giá gọi là xả ha, một ngày duy nhất. Đấy, hai em cột bàn. Nó không làm sao cả đâu các bác nhé. Đấy, bao chạy cánh nành anh biết đàng hoàng, chứ không vấn đề gì cả. À, đấy, mẹ không vấn đề này. Đấy, và em tí em sẽ báo lỗi từng tí một cho các bác. Đấy, một chiếc quạt Mitsubishi, quạt bàn. Đấy, cánh ốc dài, cánh ngọc. Đấy, em này em chưa vệ sinh. Nói trắng phớ là em chưa vệ sinh. Em về nhà này, thì mấy hôm nay em cũng hơi bận. Nhà em đang sửa sang lại cái kho, nên em bận, em chưa có thời gian vệ sinh. Đấy. Thì em này có sải cánh 30-30. Lồng trước, lồng sau đều là lồng sơn. Đây các bác nhìn này. Đấy, này cho các bác thợ là về các bác làm tốt tiết lại làm cho nó đẹp hơn tí nhá. Đấy, em này đẹp luôn này các bác này, nhìn này, mít gọi là mít thiên nga đây, đẹp long lanh luôn. Đấy, cánh nành sắt, bầu sắt. Đấy, lồng trước lồng sau đều là lồng sơn. Đấy, bầu sắt túp năng rút. Đấy, logo rất đẹp sáng. Đây, anh Ngọc đây các bác nhìn này. Chóp liền các bác nhé. Đấy, chóp liền luôn. Đấy, còn ở dưới này thì nó cũng hơi bị xước sát một tí. Đấy, một em mít thiên nga đẹp luôn. Đấy, chưa vệ sinh. Đấy, về tổng thể thì rất ok. Nhưng còn đấy, các bác nhìn thấy dây này, dây rất to và mềm. Đấy, con này thì em bán xả hàng cho các bác nào về các bác tỉa tót lại các bác nào cho nó đẹp nhé. Đấy, và em bao chạy bình thường nhé các bác nhé. Đấy, chạy êm luôn. Riêng mít chạy rất êm luôn các bác nhé. Đây, và cái miếng chỗ công tắc này nó bị méo một miếng nhé các bác nhé. Đấy, đấy, em báo hiện trạng luôn. Chức năng này. Đấy, cánh nành này, logo sáng đẹp này. Đấy, sơn thì ở dưới thân tiếc là hơi xước xát tí. Em đây bắn xả cho các bác luôn, cho các bác về các bác chạy rất êm, không có một tiếng tiếng động luôn. Đây, và em bán em này với giá công khai. Em này em bán giá là 2.900.000. Đấy, cho các bác nào về các bác xử lý tốt tiết lên cho nó đẹp. Đấy, một em mít thiên nga các bác nhé. Đấy, cánh ngọc. Đấy, chóp niền. Đấy, chóp ngọc luôn. Đấy, logo sáng. 2.900.000 xả duy nhất ngày hôm nay.
tổng thể luôn cho bác xem. Đấy, số tròn nhé. Số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy, số 3 số to. Đấy. Tem đồng đây các bác này. Đấy. Tem đồng luôn này. Em đấy, em bán, nếu mà em bán mà nó lành, nó đẹp thì em sẽ bán giá nó hơi cao đấy. Nhưng mà thôi, hôm nay em bán giá xả hàng cho nó trôi hàng. Đây, đẹp nong đây. Nếu các bác về, các bác nào vì dòng này chất của nó rất ok đấy, số này số tròn nha các bác nhé. Đấy, tắt này. Đấy, dây dợ vẫn còn nguyên zin hết tất cả nhé, nguyên zin luôn đây, dây này. Đấy, phích cắm đúc liền này, vẫn còn Mitsubishi à. Đấy, em xả cho các bác, và các bác nào có khéo tay và các bác làm cho nó đẹp như ý muốn đi nhé. Đấy, chạy êm luôn. Và em xin chuyển sang quạt thứ hai, một em quạt Mitsubishi đấy, bầu bom tem đồng cánh đục đấy. Dây dợ các bác nhìn này đấy, mới luôn đấy, lồng trước lồng sau đều lồng sơn bầu bom đây đấy. Đấy, dòng này dòng này có bom này ở dưới có gáy nhé các bác. Đấy. Đây, logo mới luôn này. Đó. Logo mẹt. Đây, chóp bóng. Đây. Cánh này có một tí nứt nứt tăm ở chỗ ngay tí ở teo teo rồi nhá. Đây. Đấy. Tí ở teo rồi thôi. Em mà bán thanh lý em này với giá là 2.500.000. Bao mọi chức năng hoạt động bình thường. Bao chạy êm. Đấy, đồ đạc nguyên zin. Không mất công phải đấy. Mọi thứ rất rất đẹp. Đây các bác nhìn đây này. Chạy êm, có cánh bị sưng một tí ở trên tí mép đấy, còn ngoài ra con này không có điểm gì trừ cả luôn đấy. Đây các bác nhìn em đây, nếu mà thị trường như con quạt này bán có giá phải trị giá đến tầm 4 triệu đấy, nếu như mà cái cánh không bị sức tóc. Đây, em nhập bán sang Nga cho các bác, gọi là về các bác tút tiết lại các bác làm cho nó đẹp đấy. Còn mọi nếu mà để quạt bình thường thì các bác cứ quạt bình thường không sao cả, thì một tí ổ teo nó cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, các bác nhìn đây này, sơn xiếc tất cả nguyên zin hết, dây dợ đây các bác nhìn này. Đấy, dây bề ngoài còn cả lò xo. Đấy, rất ok, túp năng chạy hoạt động bình thường. Đấy, và em bán em này với giá 2.500.000 cho các bác sử dụng luôn. Giá mềm như bún, quạt đẹp, quạt nguyên tất cả nguyên zin hết. Đấy, một em 2.900.000, một em 2.500.000, một em mít thiên nga mà giá như thế thì các bác thị trường bán con này không dưới 4 triệu. Nếu mà nó sơn xiếc nó ngon hành phở, em bán cho nó trôi hàng để tăng thêm lực lượng tương tác đấy. Thì hôm nay em bán xả thanh lý hai em này đấy, em đã báo tất cả các lỗi cho các bác, các cô chú anh chị, công giá công khai, không có cái gì úp mở đấy. Quạt sao thì em bán như vậy,
Còn các bác nào muốn đẹp thì các bác về các bác xử lý cho nó đẹp. Còn nếu các bác mà không để mà sử dụng không ảnh hưởng gì, quạt vẫn mát. Đấy. Và em còn rất nhiều những cái phân khúc khác. Đấy. Các bác nào có nhu cầu sải cánh từ 20 năm, từ sải cánh từ 20 đến sải cánh 40. Rất nhiều phân khúc. Đấy. Đấy, chiều cao thì có quạt bàn và quạt cây. Quạt cây giờ em mới về được mấy cây 2 m, 2 m với 2 m 1. Đấy. Rất nhiều các bác nhé. Đủ phân khúc cho tất cả các bác, cô chú anh chị lựa chọn. Đấy thì bác nào dùng cái quạt nào, phân khúc nào thì các bác cứ mạnh dạn điện cho em theo số điện thoại là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy, rất mong các bác nào ở gần thì ghé qua cửa hàng được kiểm tra mắt thấy tay sờ. Còn bác nào mà ở xa thì gọi điện cho em sẽ chụp ảnh chi tiết. Rồi em sẽ báo giá cho các bác một cách chi tiết và cụ thể hơn. Thì video buổi sáng ngày hôm nay em xin tạm dừng ở đây. Chúc tất cả các bác, các cô chú, anh chị có một ngày làm việc thật mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.